Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Halloween có nguồn gốc từ lễ hội cổ Samhain của người Celtic ở châu Âu. Đến thế kỷ thứ 16, lễ hội này có tên gọi là Halloween và tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm. Dù chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một đêm, nhưng Halloween là một trong những lễ hội lớn nhất ở vùng Bắc Mỹ. Người dân nơi đây chi rất nhiều tiền mỗi năm cho trang phục, kẹo, đồ trang trí với mục đích chỉ để hù dọa nhau. Tuy nhiên, có rất nhiều quốc gia trên thế giới lại xem ngày này như một dịp để nhớ những người đã khuất. Trước khi ý tưởng ngày Halloween của nước Mỹ có sức ảnh hưởng như ngày hôm nay, mỗi quốc gia có một cách tổ chức riêng ngày lễ Halloween cho mình. Ở Trung Quốc, vào dịp Halloween, người Trung Quốc có tổ chức lễ Tengji hàng năm. Trong khoảng thời gian này, đồ ăn và nước uống được dâng lên trước di ảnh người thân của họ. Họ còn thắp những chiếc đèn lồng với hy vọng dẫn đường cho linh hồn những người đã khuất về hội ngộ với gia đình. Cũng trong dịp này, các pháp sư tại chùa gấp những chiếc thuyền giấy và thuyền này tên là thuyền pháp luật với hai mục đích: tưởng nhớ người đã khuất và giải thoát linh hồn của họ khỏi ngạ quỷ để họ có thể lên trời. Quan niệm những linh hồn lang thang rất nguy hiểm nên trong những ngày lễ Tengji, người dân ở đây phải cúng tới thức ăn để khiến họ trở về thế giới bên kia. Ở Philippines, bất chấp ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Mỹ, quốc gia này vẫn duy trì lễ hội Banganga Lulua truyền thống. Những người dân Philippines đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài hát truyền thống để xin tiền và đồ ăn. Trong dịp này, những cặp đôi yêu nhau còn trao cho nhau những tín vật. Halloween trên nước Áo. Trong ngày Halloween, thay vì ăn kẹo và hóa trang kinh dị, người dân Áo đặt một cốc nước, bánh mì và thắp một ngọn nến trên bàn trước khi đi ngủ. Người ta tin rằng làm như vậy là một cách để chào đón những linh hồn trở về. Lễ Halloween của người Áo diễn ra trong vòng 9 ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11. Vào những ngày này, người Công giáo sẽ đến thăm mộ người thân, trang trí mộ bằng những vòng hoa, nến hay bình nước. Ngoài ra thì thường vào ngày 2 tháng 11, họ cũng thường đến các nhà thờ để cầu nguyện cho những người thân đã mất. Halloween trên đất nước Anh. Thay vì các bí ngô, người Anh sử dụng củ cải đường và gọi chúng là Punky. Với Punky trong tay, trẻ em đi từ nhà này sang nhà khác để xin tiền. Ở một số vùng, người Anh còn đặt lồng đèn củ cải đường trước nhà để dẫn đường cho những người đi lang thang trong đêm Halloween. Vào dịp lễ hội, người ta luôn bắt gặp những đống lửa rực cháy trên các đường phố nước Anh. Song, khác với các Halloween ở những nơi khác trên thế giới, những đống lửa này không phải để xua đuổi tà ma và các linh hồn lang thang, mà để nhắc đến câu chuyện của Guy Fawkes, người có ý định làm nổ tung tòa nhà hội đồng ở London vào năm 1605 theo lịch của nhà thờ. Ông ta bị giáng một cái chết thê thảm. Người ta tin rằng giáo hoàng thời đó đã dùng những cuộc cách mạng để cải tổ đạo Cơ Đốc giáo ở nước Anh. Đèn lồng ở nước Anh được làm bằng củ cải đường. Ở thành thị, người ta sẽ diễu hành ở các đường phố, hát bài hát Punky Night Song và không quên mang những củ cải đường đã được chạm khắc theo. Ở vùng nông thôn, Jack O'Lantern được treo ở ngoài cổng để bảo vệ ngôi nhà khỏi những linh hồn lang thang trong đêm Halloween. Người Anh còn có một tập tục nữa là ném đá, rau cải và quả hạch vào lửa để xua tan sự sợ hãi những linh hồn lẩn khuất. Trò trick or treat cũng được yêu thích ở tại nước Anh. Còn Halloween trên đất nước Ireland thì sao? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Ireland là nơi xuất phát của lễ hội Halloween vì Halloween ở đây không khác so với nước Mỹ là mấy. Giống như người Mỹ, người dân Ireland cũng hóa trang và đi dự tiệc. Trò chơi truyền thống trong ngày Halloween ở đây là buộc một quả táo, sau đó treo trên một cành cây hoặc khung cửa. Những người tham gia trò chơi sẽ phải nhảy càng cao càng tốt để cắn được quả táo. Người chiến thắng sẽ giành được phần thưởng là tiền hoặc kẹo. Món ăn truyền thống trong lễ Halloween của người Ireland là món bánh banh rắc, một loại bánh nướng trái cây. Người ta sẽ bọc một cọng rơm hoặc một cái vòng nhỏ bằng vải và đặt vào chiếc bánh. Nếu người ăn trúng miếng bánh có chiếc vòng thì tinh hỷ sẽ chống tới, còn nếu tìm thấy được cọng rơm thì đó là một năm làm ăn thịnh vượng. Trẻ em Ireland vẫn chơi trò trick or treat quen thuộc của chúng trong đêm Halloween. Ở nước Pháp, người Pháp không hề có quan niệm gì về ngày Halloween cho tới giữa những năm 1990. Họ cũng hóa trang và đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để nhận kẹo. Halloween là ngày lễ của người Mỹ và rất nhiều người Pháp, đặc biệt là những người lớn tuổi, không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra vào những ngày này. Halloween là một ngày lễ lớn được chào đón rất nồng nhiệt trên đất nước Mỹ. Halloween đến Hoa Kỳ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ nước Anh và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt. Họ đã đem đến Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau. Nhưng vì lý do tín ngưỡng bị giới hạn, nghĩa là lúc đầu các tôn giáo lớn đưa ra giới luật tương đối chặt chẽ, nên việc cử hành lễ Halloween chưa được phổ biến trong dân chúng. Mãi đến những năm 1800, Halloween mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Ngày nay, nó đã trở thành ngày lễ lớn của người dân trên toàn nước Mỹ. Đến tháng 10, khắp nơi trên nước Mỹ đều có những hình ảnh về ngày lễ hóa lộ quỷ. Hình người vù nhìn rơm, vải nằm bên cạnh mấy chùm bắp ngô. Bà phù thủy mũi nhọn hoắt, mặc chiếc áo đen ôm cán chổi. Quả bí ngô được tỉa theo hình mặt người cười toét miệng. Hình những con ma, con dơi được dán trên cửa kính, trên cửa sổ trước nhà. Trong siêu thị, các cửa hàng bách hóa bán đồ gia dụng và các tiệm thuốc tây đều trưng bày hàng núi kẹo đủ loại, đủ kiểu, đủ màu, được bày bán cùng với các loại y phục để mặc hóa trang trong ngày này như mặt nạ quỷ nha nanh, ma cà rồng miệng bê bết máu, cho đến những mặt nạ hay những bộ y phục tương đối hiền lành hơn, rạp theo các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình ăn khách. Trên đất nước Tây Ban Nha, người dân ở Tây Ban Nha ăn mừng Halloween khá đơn giản. Họ tin rằng các linh hồn sẽ trở về vào dịp này, do đó họ đang chuẩn bị những thứ dành cho các linh hồn người thân của họ. Họ chuẩn bị những món mà người thân ưa thích, bánh kẹo, hoa, nước uống và cả một chiếc khăn để các linh hồn dùng trong bữa tiệc. Họ cũng đến thăm nghĩa trang, làm sạch các ngôi mộ và dùng bữa ngoài trời ở đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!